Tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên con giáp được coi là con vật tiên phong luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát. Những người cầm tinh con chuột là những doanh nhân giỏi. Với một tình yêu tiền mãnh liệt, họ rất quan tâm người lao động và công bằng trong mọi hoàn cảnh. Năm 2020 là một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý do vẫn phải trịch thái tuế. Vậy bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của các gia chủ tuổi Nhâm Tý có thuận lợi hay vẫn trắc trở? Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ gặp những hung tinh, các tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý hay không? Cách hóa giải ra sao? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Nhâm Tý trong tháng này. Người tuổi Nhâm Tý 1972 có mệnh tang đố mộc. Ngay từ nhỏ, bản mệnh đã gặp nhiều trắc trở, trải qua đủ mọi hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn, áo mặc, sự nghiệp hành thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn, nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã, sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách, họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý vấn đề. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Quý âm thủy gặp Tý dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong tháng, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Ngoài ra, trong tháng 4 âm lịch, những người tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Nhâm Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Cộng thêm, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hành thông.
Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến bản mệnh mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng, bản mệnh cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Nhâm Tý nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, sai trí công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng 4 âm lịch, tử vi nhắc nhở người tuổi Nhâm Tý cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Thời điểm này, tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ được đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong đầu tháng, cho nên bản mệnh sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tý nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, những người tuổi Nhâm Tý thời gian này không cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tài lộc. Bản mệnh có thể gặp nhiều may mắn trong tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bản mệnh may mắn và khoản đầu tư mà bản mệnh thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, vì bản mệnh có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác. Ngoài ra, thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường tương lai phía trước. Bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lại bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Nhâm Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, vật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của những người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, trong thời gian này, những người tuổi Nhâm Tý cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Hơn nữa, gia đình sẽ gặp những xích mích, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng một cách thấu đáo nhất,
tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiếu cát lành, vận quý nhân và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm còn giúp cho bản mệnh tăng cường sức khỏe, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1972 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng tư này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của bản mệnh. Nhưng bản mệnh phải tránh xa rượu và thuốc lá. Bởi thời gian này, sự giao thiệp xã hội sẽ gia tăng, có thể yêu cầu bản mệnh uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn có tốt đến đâu, hút thuốc và uống rượu quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì thế, tốt hơn hết, quý gia chủ nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, quý gia chủ nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Tý cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Nhâm Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hội, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 4, tức ngày 22 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, canh ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 4, tức ngày 3 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất. Thứ nhất là ngày âm lịch 6 tháng 4, tức ngày 17 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 4, tức ngày 29 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Ngoài việc chọn lựa những ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long, tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại
hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.